vị sĩ quan, những người công chức để họ có thể đàn áp người dân miền Nam Việt Nam. Ngày hôm nay quý vị thấy những bài báo ở tại miền Bắc nói lên những sự khổ cực của đồng bào miền Nam Việt Nam sau năm 75. Không ai không thấy rằng trước năm 75 không một người dân Việt Nam miền Nam nào phải chịu đói khổ ăn bo bo. Nhưng bắt đầu từ khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, bao nhiêu những người dân ở tại miền Nam đã không có thức ăn, đã phải độn bo bo. Và chính những người Cộng sản miền Bắc cũng không có thức ăn, và họ đã tuyên truyền cho những đảng viên của họ tại miền Nam, và cuối cùng họ đã sáng mắt ra. Quý vị đã nhìn thấy những người Cộng sản miền Bắc vào trong Nam, và đến giờ phút này họ cũng vẫn còn đang tung hô những chiến thắng của họ, nhưng thực tế họ không nhìn thấy những gì miền Nam Việt Nam đã có trước năm 1975. Vì thế ngày hôm nay là ngày 30 tháng 4, ngày mà chúng ta nhớ lại công lao các chiến sĩ miền Nam Việt Nam đã đổ xương máu để bảo vệ miền Nam tự do. Nhiều người đặt câu hỏi, ngày nào thì quý vị không còn những ngày quốc hận? Xin thưa, ngày nào mà Đảng Cộng sản còn ở tại miền Nam Việt Nam, ngày nào Đảng Cộng sản còn cưỡng chiếm toàn dân Việt Nam, thì ngày đó chúng ta còn tiếp tục kỷ niệm ngày quốc hận. Quý vị có đồng ý với chúng tôi như vậy không? Ngày quốc hận là ngày để nhớ lại những đau thương cha ông của chúng ta đã bỏ mình vì Tổ quốc. Ngày quốc hận là ngày để nhớ Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, bao nhiêu gia đình ly tán, bao nhiêu người thân đã mất trong những ngày này. Ngày hôm nay chúng ta làm công cuộc này để tưởng nhớ tới những người dân Việt Nam của chúng ta, những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và những công chức của Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi muốn truyền đạt lại cho tất cả những người Việt mới qua đây, những người sau này qua đây, chính quý vị là những nhân chứng nhìn thấy những gì Cộng sản đã đàn áp người dân miền Nam Việt Nam. Chúng tôi xin được nhắc lại, trân trọng kính mời tất cả quý quỹ quân nhân và quân phục thuộc các quân binh chủng Hải Lục Không Quân và Cảnh sát Quốc gia, các hậu đoàn quân đội. Chúng tôi kính mời quý vị tiến lên trước sân khấu và đứng bên trái sân khấu. Và giờ khai mạc chúng tôi chỉ còn 15 phút nữa. Cảm ơn quý vị. Chúng tôi cũng xin kêu gọi tất cả những đồng bào nào còn đang ngồi trong xe, những quý vị nào đang ở bãi đậu xe từ xa xa, xin quý vị cũng tiến vào trước lễ đài chữ và chuẩn bị nghi lễ cho ngày quốc hận. Một lần nữa chúng tôi xin kêu gọi tất cả những quý vị nào đã nghe chúng tôi, thấy một số những đồng bào nào còn đang ở trong xe hoặc đang đứng ở trong bãi đậu xe, xin cũng vị quý vị cũng tiến vào nơi địa điểm hành lễ để chúng ta chuẩn bị tổ chức ngày quốc hận.